Mai biết không, tầm tuổi này đó mình mà đi ra ngoài đường đó, mình gặp người thân nè, gặp bạn bè nè, nó cứ chê mình già hát, rồi nó thế nói mà mặt mình nhợt nhạt, thiếu sức sống. Lúc đó mình thấy mình mất tự tin lắm luôn á, mình cứ nghĩ là chắc người ta nghĩ mình là gặp vấn đề gì đó. À, thực ra là lúc nào mình cũng phải giữ được cái vẻ bề ngoài tươi trẻ này, rồi xinh đẹp, rạng rỡ thì lúc nào mình cũng tự tin chị Đúng luôn đó. Bây ha. giờ là đang năm 2022, đơn thân á không đáng sợ, chỉ có nếp nhăn mới làm mình sợ Ôi thôi. trời ơi, trời ơi, chị một câu slogan quá hay luôn đó, chắc Mà là mình nói cho Mai nghe dạ nè, lúc chị. nãy á khi mà mình đi vô đây mình làm đẹp á thì mình thấy mấy bé ở đây nè, nó kêu mình bằng cô rồi kêu Mai bằng chị, mà mình nghĩ mình với Mai là tuổi xêm xêm với nhau luôn á, mình thấy mình tuổi thân lắm luôn kìa. Ê, thôi mà phải dặn bây giờ các bé từ giờ trở đi mà khách hàng mà vào á là gọi bằng bé thôi, không gọi bằng cô, không gọi bằng bác gì Không có đâu, do mình hết già quá nên mấy bé kêu vậy, chứ Mai sao mà mấy bé kêu mình. á. Chị an tâm, chỉ cần mà chị theo một cái quy trình điều trị giống như là bác sĩ đã đưa ra thì chắc chắn rằng chị sẽ tươi trẻ như cái tên của chị là tên tươi, tươi không cần tưới nữa. Đang mong ước sao được đẹp giống như Mai đây nè. Không cần mong ước đâu chị, sự thật sẽ hiện ra chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi. À, bây giờ chị thấy không, cái gương này đã thành một người bạn thân thiết với chị đó nha. Đúng Vì rồi. mình thấy mình tươi trẻ hơn thì mình sẽ càng yêu thích cái gương mặt của mình nhiều hơn, mà mình Đúng. phải yêu mình chứ. Đúng rồi. Sau khi chị điều trị chị thấy như sao? Mình rất là hài lòng luôn đó Mai. Là Mai coi nè, những cái nếp nhăn ở đuôi mắt nè, với lại trên trán nè, hầu như là nó mờ đi hẳn luôn. Rồi mình thấy cái da mình nó săn chắc lại, nó mềm mịn lắm kìa. Cái viền hàm của chị nó cũng được nâng lên rất là Đúng rõ. rồi. Rồi cái phần mặt rãnh nó cũng đã giảm rất là nhiều, mà da lại căng bóng, nhìn rất là khỏe. Chưa kể là cái vết chân chim và trán của mình nó rất là đẹp. Đúng rồi. Wow. Thành ra bây giờ không gọi là chị nữa đâu mà phải gọi là bé tươi mới được. Mình có phải kiêng cữ ăn uống gì không Mai? À dạ không chị. Sau khi chị điều trị xong thì chị chỉ cần tuân thủ một số ít thôi những cái phương cách, ví dụ như mình giữ nhiệt ấm để mình có thể giữ được cái collagen tổng hợp, nhưng mà chỉ cần 24 tiếng đồng hồ mình ăn đồ ấm, uống nước ấm thôi, rồi sau đó là mình sinh hoạt bình thường. Và các bạn lễ tân sẽ gửi cho chị một phong bì, trong đó có những cái thông tin để có thể chia sẻ chị một cách cụ thể những cái gì mà chị nên làm và những cái gì chị nên tránh. Mỗi một tháng trôi qua chị đã thấy đẹp hơn một chút vì collagen elastin được tăng sinh. Bây giờ chị đã thấy là chị đẹp, chị ngon lành hơn hồi nãy rồi đó Đúng nha. rồi, đúng Nhưng rồi. mà rồi sau đó chị đã thấy đẹp hơn nữa mỗi tháng, mỗi tháng cho đến nhiều năm nữa, vì collagen elastin dưới da được tiếp tục tăng sinh. Ồ vậy Hay vậy hả? đó chị. Mai cũng thấy đây là công nghệ thần kỳ luôn. Đúng rồi, mình thấy quá hay. Mình cứ nghĩ là chắc 1-2 tháng thì nó trở lại bình thường, mà không ngờ nó mỗi năm nó đẹp hơn thì mình mong đợi. Tại vì Mai cũng áp dụng cho bản thân Mai rất là nhiều. Chính nhờ những cái công nghệ này mà Mai thấy cái hiệu quả rõ rệt. Và khi Mai thấy tốt rồi thì Mai sẵn sàng đầu tư để cho bản thân mình, cho người thân, cho bạn bè và đặc biệt cho khách hàng của mình cũng được thụ hưởng một cái vẻ đẹp, một cái nền văn minh tiên tiến mà các bác sĩ đã nghiên cứu ra, thì chúng ta cũng được tận hưởng điều đó, phải không chị? Một ngày nào đó mình cũng sẽ đẹp được như Mai thôi. Ôi, chắc chắn nó còn vượt Mai nữa đó. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 66 17.